bắt đầu nhé. Được, bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Sơn Bên Linh Kiện ST. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm mới bên mình, đó là bộ chuyển nguồn ATS. Bộ sản phẩm này thì nhà mình có hai mã. Một mã là mã to này là bộ chuyển nguồn với công suất, với dòng điện tối đa là 80A. Bộ nhỏ đây là 40A. Bộ chuyển nguồn này, bộ chuyển nguồn 1 pha và độ trễ rất là thấp, gần như bằng không vậy. Đây, có hai đầu vào. Đầu vào thứ nhất là đầu vào điện lưới của gia đình nhà mình lấy từ ngoài trạm kia. Đầu vào thứ hai là có thể là đầu vào dự trữ như là AQUI hoặc là bằng máy phát điện. Để test về cái độ trễ của nó thì hôm nay mình sẽ cắm thử với các bạn vào một cái màn hình nhà mình, màn hình LCD này, để cho các bạn xem được là độ đáp ứng trễ của nó như thế nào. Thì đây mình sẽ thử với các bạn. Đầu tiên là sẽ lấy với điện lưới pha từ nhà mình, một pha từ nhà mình. Đây. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy màn hình. Mình camera nhà mình đang sáng đây. Mình sẽ lấy giả lập thêm một cái nguồn nữa, đó là nguồn từ máy phát điện hoặc là nguồn từ pin dự trữ. Đây, các bạn thấy màn hình vẫn sáng phải không? Bây giờ mình sẽ thử cắt điện một trong hai nguồn để xem là màn hình độ trễ màn hình như nào nhé. Mình sẽ thử đây các bạn nhìn. Đó. Cắm lại. Mình sẽ giả sử là nguồn này mất. Rồi. Đó, các bạn có thể thấy rất là rõ. Để mua các sản phẩm này thì các bạn truy cập vào web của nhà mình linhkietst.com, đặt hàng trực tiếp hoặc là gọi điện cho hai số bán hàng của nhà mình. Vâng, Linh Kiện ST xin cảm ơn và xin chào các bạn.